Đây là chùa Thiên Mụ nè. Đá quan đi măng cục nè. Măng cục cầu Tràng Tiền. Đây là kinh thành Huế nha cả nhà. Đẹp quá. Còn nổi ha. Bé Hà đâu rồi? Tinh tinh tinh. À vậy chứ. Chào cả nhà nha. Welcome back to my channel. Bây giờ chúng ta đã đến chùa Thiên Mụ và chúng ta đã đậu xe trên đường đi đến chùa Thiên Mụ cái cổng luôn ha. Nam Mô A Di Đà Phật. Con Diamond xin được vào chùa quay phim và gửi đến Phật tử gần xa. Nam Mô Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô A Di Đà Phật. Đá quan đi sẽ măng cục nha. Măng cục cứ chậm đi ha. Đây là chùa Thiên Mụ nè. Dừng lại một chút. Dừng nữa đi. Wow. Yeah. Wow. Đó là sông Hương. Sông Hương. He hasn't been here for a long time. Nam Mô Di Đà Phật, bye bye. Nam Mô Di Đà Phật. Cây bonsai ha. Panchipani hoa sứ. Xá lạ. Các khả năng là thấp xá lạ. Chỉ đây là thấp xá lạ ấy. Yeah. Kiểu kiểu như đây là thấp xá lạ. Oh, interesting, huh? Because in China, you are not. Đây là orchid nè, bông lan nè. Cho cái đường luôn. Yeah. Ở xuống đó họ đi xe 45. À. Xe 45 là xe gì? 45 chỗ bự đó. À, 45 chỗ. Xuống đường ngay từ đó. Yeah.
Mấy cà phê vậy? Bây giờ chúng ta sẽ đi chợ Đồng Bà nạp năng lượng, ăn những món ngon nha cả nhà. Ok, chào tạm biệt chùa Thiên Mụ. Xe thích lồ.